Em chào các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em mới về chiếc xe Kia Morning. Chiếc này sản xuất năm 2015. 2015 nha các bác nhá. Và là bản máy 1.25. Biển 88, biển Vĩnh Phúc. Tên tư nhân các bác nhá. Một chiếc xe gỗ Đức Sơn, màu khá là đẹp. Và nội ngoại thất của xe thì rất là mới các bác nhá. Và thậm chí là máy móc vẫn còn zin luôn. Xe chạy không nhiều. Xe chạy không nhiều các bác nhá. Và những chiếc xe mà một đầu đấy ạ, thì bên em cũng có thêm hai chiếc i10 nữa. Đang có thêm hai chiếc i10 nữa nhá. Chiếc i10 này 2014, số sàn động cơ 1.0. Hiện tại bên em đang có hai chiếc nhá và đã rút hồ sơ rồi. Các bác nhà mình mua về thì chỉ việc đi nhập tên thôi nhá. Và chiếc i10 thì bên em đang chào bán với giá tầm khoảng 201. Các bác nhà mình cứ đến xem thì giá vẫn có lộc lá thêm. Và chiếc xe Kia Morning kia vẫn cũng tầm giá đó các bác nhá. Chiếc Kia Morning cũng tầm giá với lại chiếc xe i10 này. Đây là nội thất của chiếc i10 đây. Em sẽ có cái video riêng chi tiết về chiếc xe i10 nhé. Các bác mình lưu ý là bên em đang có hai chiếc i10 như thế này. Đấy, hai chiếc i10 như thế này luôn nhé. Bác nào đang quan tâm đến cái mẫu i10 hay là Kia Morning thì mời các bác nhà mình qua xem trực tiếp tại cửa hàng địa chỉ số 507 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đấy, mời các bác nhà mình đến xem xe trực tiếp nhé để được biết thêm thông tin, để được trực tiếp chạy thử cảm nhận về cái những cái mẫu xe ngắn đời cao hiện tại đang bán ở bên em. Đấy. Tí nữa em sẽ quay các bác mình xem chi tiết cái Kia Morning nhá. Còn thì video này thì em chỉ quay sơ sơ qua chiếc xe i10 thôi. Còn tí em sẽ quay chi tiết các bác mình xem cái chiếc xe Kia Morning. Đấy, với tầm tiền thì tiện đây em cũng quay để cho các bác mình biết luôn. Đấy, chiếc i10 kia cũng là màu trắng và cũng là đời 2014 luôn nhá. Máy 1.0. Đấy, đều có màn hình hết thôi. Và chiếc xe này thì em vừa mới về xong nhá các bác nhá. Chiếc i10 thì cũng về được 1-2 hôm nay. Mấy hôm nay thì chiếc i10 bên em đang cho đi dọn nốt, đang đi vệ sinh nốt. Thì khi mà xong ấy thì em sẽ có cái video riêng về hai chiếc i10 đấy nhá. Còn thì video này thì mời các bác nhà mình xem chi tiết về chiếc xe Kia Morning bên em. Chiếc Kia Morning đời 2015, bản máy 1.25 các bác nhá. Xe thì cũng đã được trang bị thêm cho mình là cái bộ narang đúc rồi. Và một dàn lốp thì còn rất là dày, như là mới luôn. Và có màn hình nhá. Đấy, có màn hình. Và chủ xe thì cũng đã được lắp thêm một cái sàn 5D. Đấy, rất là sang, đúng không ạ? Và cũng vừa mới lắp thêm một cái màn hình đây. Đấy, các bác nhà mình xem này. Đấy, màn hình ni lông vẫn còn luôn. Đúng không ạ? Ni lông và màn hình vẫn còn luôn nhá. Và trần thì cũng đã được bọc 3D rồi. Đây các bác xem này. Đấy. Đấy, chiếc xe này độ zin còn rất là cao nhá. Đây, vách cửa này. Đây, một số cái vị trí quay cho bác mình xem luôn. Thì chiếc Kia Morning này là máy 1.25 và máy móc là vẫn còn zin. Đảm bảo cho bác mình luôn nhá. Em cũng nhắc cho các bác mình để cố nhớ một cái ưu điểm là như vậy. Đây là răng đúc này, 4 nốt dây. Đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì em cũng sẽ quay thật chi tiết để các bác mình xem từng bộ phận một nhá. Đây, chiếc xe đẹp, một chiếc xe không có lỗi. Và bên em cũng cam kết rằng là xe tất cả bên em bán ra thì bác mình hoàn toàn yên tâm là không bị đâm xô, không bị ngập nước. Đấy, không bị cấn đụng các bác nhá. Cho nên là bác mình mua xe bên em thì cũng hoàn toàn rằng yên tâm. Và các bác thì mình hãy alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn theo số điện thoại là số 0938586307 nhá. Các bác hãy kết nối cả Zalo lẫn Facebook theo số điện thoại đó luôn để được xem thêm hình ảnh chi tiết về từng chiếc xe bên em đang bán nhé. Đã được đăng lên trên tường rồi, đã được đăng lên trên tường cá nhân rồi, cho nên là các bác mình hãy nhập để được vào xem chi tiết, có cả giá ở trong đấy luôn rồi. Đây, bây giờ thì em sẽ quay các bác mình xem chi tiết từng phần một nhé. Tí em sẽ đóng cửa lại và quay các bác mình xem cái thân hình bên ngoài sau. Bây giờ thì em sẽ quay cái phần hình thức nội thất trước để các bác mình cảm nhận trước nhé. Đây, gương kính, chỉnh điện toàn bộ luôn. Đấy, những phần vách cửa của xe nhìn rất là sáng luôn ạ. Một bộ ghế da màu kem. Và sàn thì được bọc hoàn toàn là 3D rồi. Đấy, vách cửa này. Đấy, các bác mình xem nhá. Đấy, những con bu lông ốc vít của xe vẫn còn màu mực của nhà máy luôn. Và đây là chính là cái vô lăng. Đấy, chính là vô lăng của xe đây nhá. Đấy, tắp lô, tắp ly của xe thì còn rất là tươi. Và các bác thấy nhìn còn rất là mới luôn, đúng không ạ?
còn rất là mới nhá. Và chủ xe trước thì cũng được lót thêm một cái tấm thảm tre ở trên đây rồi. Đấy, mặt đồng hồ đây. Nội thất rất là thơm tho sạch sẽ các bác nhá. Đấy, các bác thấy nội thất rất thơm tho, rất sạch sẽ luôn. Có cả cái hộp thơm để ở đây này. Có cả hộp thơm mà chủ xe vẫn còn để ở đây. Đấy, điều hòa sử dụng tốt hai chiều luôn các bác nhá. Đấy, chiếc xe được trang bị là màn hình và camera lùi hết rồi. Đấy, bộ ghế da thì còn rất là mới. Và cái trần cũng được bọc rất là mới nhá. Được bọc mới luôn. Đây các bác xem. Đấy, rất là mới luôn. Sẽ quay cho tất cả các bác mình xem từng chi tiết một. Từng chi tiết một của chiếc xe nhá. Đấy, về thì các bác mình sẵn là đổ xăng đi thôi, chứ không phải sửa xăng mất tiền vào đâu nữa nhá các bác nhá. Cho nên là các bác mình yên tâm một điều là như vậy. Đấy, keo chỉ này. Gioăng cửa, gioăng khung của xe rất là đẹp. Đấy, tắp ly, tắp lô của xe còn rất là tươi. Và các bác thấy rằng là chiếc xe dòng Moling này được thiết kế là một cái màu kem. Nội thất là màu kem, nhìn màu xám kem, nhìn rất là sáng đúng không ạ? Rất là sáng xe luôn. Chiếc xe thì chủ xe trước cũng được lên rất là nhiều đồ. Đây các bác thấy này. Lên rất là nhiều đồ chơi luôn. Đấy, rất là nhiều đồ luôn đúng không ạ? Đấy, một bộ ghế da màu kem nhìn rất là sáng. Rất là sáng luôn. Đây em đang quay tương đối là gần và tương đối là chi tiết về cái hình thức bên trong nội thất của chiếc xe Kia Morning này nhá. Các bác nhà mình hãy theo dõi thật kỹ. Đây, phía đằng sau thì các bác nhà mình có thể để đồ này. Và dưới đây thì được trang bị một cái lốp dự phòng để ở dưới đây nhá. Và em sẽ di chuyển sang bên phụ, quay tới các bác mình xem hai cánh bên phụ của chiếc xe này. Xe thì đẹp gần như là toàn diện luôn. Gần như là không có lỗi gì các bác nhá. Gần như là không có lỗi gì luôn. Tất nhiên là xe cũ đi được bây giờ là cũng 5 năm rồi thì tất nhiên là nó có một vài vị trí nó sẽ cũ đi theo thời gian, đúng không ạ? Cũ đi theo thời gian thôi, chứ còn thì không phải là nó bị lỗi hay bị làm sao các bác nhá. Cho nên các bác mình yên tâm một điều là như vậy. Còn em quay đây thì cũng tương đối là chi tiết để các bác mình xem và cảm nhận rồi. Tương đối là chi tiết luôn. Đấy, những phần vách cửa đây cũng quay tất cả cho các bác xem luôn nhá. Các bác như mình xem video của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là nhấn like, chia sẻ và các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái mẫu video em đăng lên nhé. Ngày nào em cũng cho lên tầm khoảng 3 đến 4 cái video. Các bác như mình xem và tham khảo lựa chọn cái nào và chiếc xe nào phù hợp với các bác thì các bác như mình hãy đến xem xe để được bàn bạc trực tiếp. Em đang quay tương đối là chi tiết và hiện tại thì bắt đầu quay đến cái phần cái cánh đằng trên của bên lái đây. Cánh đằng trên của bên phụ đây nhá. Em quay gần hơn này. Để quay gần và quay sát luôn để các bác mình xem và cảm nhận. Các bác nhà mình gần xa thì vui lòng đến xem xe trực tiếp. Còn các bác nào xa quá thì không đến xem xe được thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bác đến tận nhà luôn nhá. Có nhà mình hãy vui lòng gọi điện để được tư vấn và được có một cái giá tốt nhất. Và bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhà mình đến tận nơi luôn. Cho dù là các bác ở bất cứ đâu trên toàn quốc nhá. Kể cả trong miền Nam, bên em bán trong miền Nam cũng rất là nhiều xe luôn. Gần như là ngày nào cũng có xe bán ở trong khu vực miền Nam luôn nhé. Đây, phần tắp lô đây. Khách đang gọi, không biết được gọi gì đó. Đấy. Vâng, đây, sàn tiếp theo, cốp, các thứ. Đây, vách cửa này, các bác mình hãy đón xem này. Và bây giờ thì em đóng cửa lại và quay các bác mình xem về bên ngoài hình thức của xe nhé. Đăng kiểm rất dài luôn, đến tháng 6 năm 2021 luôn, đúng không ạ? Đấy, còn rất là dài. Em sẽ đóng tất cả cánh cửa này nhá. Và tí nữa sẽ mở cabo ra và quay các bác mình xem cái phần khoang máy. Hay bây giờ em mở luôn đi. Em mở luôn quay các bác mình xem phần khoang máy. Còn hình thức thì xem sau đúng không ạ? Sơn xi sạch đẹp rồi. Quay thì tất nhiên nó cũng cho các bác nhà mình biết thêm thôi. Đây nhá. Đây là khoang máy của xe này. Các bác xem này. Đấy, máy quá mới luôn. Máy zin đẹp luôn nhá. Zin từng con ốc luôn nhá. Đấy, máy quá mới luôn đúng không? Đây các bác thấy này, máy rất đẹp và còn rất là mới luôn. Đấy, quay gần cho bác mình xem nhá. Đấy, máy chưa hề hạ, chưa hề bố, chưa hề vặn vọ ốc ác gì các bác nhá.
Nhưng mà về máy của chiếc xe này thì bác mình yên tâm là máy đại chất rồi, không có lỗi gì, và thậm chí là còn nguyên zin, đúng không? Và đây là cái hình thức bên ngoài của chiếc xe Kia Morning, em quay cho bác mình xem này. Chiếc này thì em quay nó hơi khác lạ một chút, là quay hình thức nội thất và quay máy trước, đúng không ạ? Hình thức ngoại thất thì em lại quay sau. Đây là răng đúc thì còn rất là mới nhá. Và lốp nát thì vẫn còn tương đối là dày luôn. Lốp thì cũng mới thay xong các bác nhá. Tương đối là dày, đúng không ạ? Đây, thân vỏ căng lè luôn, không hề có lỗi, không hề bị va quẹt gì, cho nên là thân vỏ xe rất là đẹp. Tiếp theo lốp và na răng. Đấy, đúng không ạ? Đèn trước đèn sau rất là sáng và rất là bóng luôn, còn rất là mới, đúng không ạ? Các anh em mình hiện tại đang xem một cái video em đang lên, là chính là quay về chiếc Kia Morning và chiếc i10. Bác nào đang quan tâm đến cái mẫu xe nào thì các bác hãy alo cho bên em nhé, gọi điện trực tiếp luôn để được trò chuyện, trao đổi tư vấn. Biển số biển 88, biển 2 Củ Lạc, biển Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Bây giờ cũng dịch bệnh cũng đỡ rất là nhiều rồi. Đấy, các bác nhà mình đi đứng đi lại thoải mái nhá. Thì các bác nhà mình đang quan tâm đến những cái mẫu xe bên em, những cái kênh bán hàng bên em, thì em mời các bác nhà mình đến xem xe và được tham khảo nhá. Đấy, mua hay không mua thì các bác nhà mình cứ đến xem xe, không quan trọng, đúng không ạ? Cứ đến tham khảo trước đã. Tham khảo rồi ưng chiếc xe nào thì mua sau cũng được, không sao, đúng không ạ? Tất nhiên là không phải là hết dịch hẳn, nhưng mà cũng đỡ rất là nhiều rồi. Bây giờ thì còn một vài tỉnh đang trong tình trạng cấm vận thôi, chứ còn thì Hải Dương bọn em bây giờ là thoải mái nhá. Vì Hải Dương bên em là ở cái khu vực là độ lây nhiễm thấp. Đây các bác nhà mình xem này, đẹp cả xe luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe còn tương đối là mới, từ về đèn cho đến về nước sơn, hình thức nội ngoại thất, về máy, tất cả luôn. Đấy, chiếc xe này tương đối là cứng. Đấy các bác em mình xem này, đồ đạc thì đồ chơi rất là nhiều. Đấy, nội thất ngoại thất sạch sẽ. Đấy, với giá tiền thì chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đấy. Loanh quanh hơn 200 triệu các bác có thể là mua được chiếc xe này rồi. Đấy, chiếc này với lại chiếc i10 thì nó cũng không chênh nhau đáng kể nhá. Nó cũng chỉ chênh nhau một ít thôi, không chênh nhau đáng kể đâu. Đấy, thì các bác nhà mình quan tâm đến mẫu nào thì hãy alo trực tiếp cho bên em, và tới địa chỉ số 507 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. 507 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương các bác nhá. Rẽ vào trong cái đường Nguyễn Thời Trung một chút là tới địa điểm bên em rồi. Đấy, bên em rất nhiều xe luôn, để các bác nhà mình hãy đến xem và ủng hộ bên em nhá. Đấy, các bác nhà mình hãy lưu ý là i10 có hai con, hai chiếc liền luôn, rút hồ sơ rồi. Đấy, vâng, em làm video này tới đây thôi, hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau. Đấy, cảm ơn các bác đang quan tâm và ủng hộ bên em nhé.